Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Ok, thì nãy giờ mình có đi đào rất là nhiều khoáng sản cũng như là thạch anh địa ngục nha các bạn. Và ở đây mình đã cho lọc ra mấy cái DNA ở đây rồi. Chúng ta đã rất may mắn vì đã có được hai em Triceratops. Mình đã tưởng là không có thể có được nó đó. Và một em Brachiosaurus. Các bạn thấy không, quá đã luôn. Mình tưởng mấy con này nó cực hiếm xuất hiện luôn. Ai về nó, tỷ lệ nó vẫn như vậy thôi. Hey, quá là hên luôn. Trời ơi, đó, và đồ của mình nó cũng đã ra thêm một mớ rồi, các bạn thấy không? Ra nhiều hơn mấy tập trước rồi đó. Rác kinh khủng luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lấy DNA của Triceratops ra. Đó, mình sẽ cho nó hồi sinh trong ngày hôm nay nha các bạn. Cuối cùng thì cái con khủng long mà mình yêu thích nhất nó cũng đã có DNA rồi. Đó, bút cái sữa từ cái con thần bò vô hạn này đi. Con này thì cho sữa vô hạn luôn, quá đã. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cho con còn lại vào cái Cultivus. Đây, mấy cái Paleorap mình cũng cho nó vào luôn nha các bạn. Cây cao cổ đại cho vào, tại vì mình cũng gần hết mấy cái cây cao rồi đó. Ủa, mấy cái này hình như nó có sữa sẵn. Đây Rhyosaurus. Thảo nào tập trước chúng ta mất một con. Hàng chi mình quên bỏ sữa vào cho nó. Trời ơi, quá lỗi luôn. Ok, mình sẽ cất hai cái này vào. Đó, ngày hôm nay là quá xịn rồi nha các bạn. Đây, DNA rất là nhiều luôn. Ồ, các bạn thấy không? Hey, và Brachiosaurus chúng ta vẫn chỉ có một cái DNA thôi. Mình sẽ chờ ở tập kế tiếp. Ở đây thì mình sẽ lấy mấy cái wheat. Đây là lúa. Các bạn thấy không? Mình thu hoạch rất là nhiều luôn, nhưng mà mấy con khủng long nó ăn hao quá nên nó vẫn không thể đầy được cái chết này. Chúng ta phải tách nó ra như vậy nó mới đầy thôi. Trời ơi. Rồi, potato thì mình có rất là nhiều luôn nha. Các bạn thấy không? Level của mình nó đã lên được 50 rồi kìa. Nãy giờ mình có đi đầu thạch anh địa ngục. Ồ, một số lượng lớn luôn đó. Ok. Đã, chúng ta sẽ tiến hành sắp xếp nó ra như vậy. Thì sau khi hồi sinh cái con Brachiosaurus trong tập kế tiếp thì mình sẽ tiến hành tu bổ cái chuồng và cũng như là một cái khuôn cho tất cả các loài khủng long ăn cỏ sống luôn nha các bạn. Chúng nó sẽ được sống chung với nhau. Cây quan mình đã mới tạo xong rồi. Sợ cây quan kia nó không có đủ thôi. Ok, đi ra ngoài này thôi. Ây da, chúng ta phải sắp xếp vật phẩm đã. Bạn thấy không, mấy cái tool của mình nó gần hư hỏng hết luôn kìa. Đi đào nãy giờ mà vậy á, mình cũng mới chế tạo một cái bộ giáp mới. Nhìn ngu nha. Ok, rồi. Thì hôm nay trước tiên mình sẽ đi ra thăm mấy em khủng long mà mình đã hồi sinh ở những tập trước nha. Đây, các bạn thấy không, quất quá nhiều luôn, đồi quá nhiều luôn. Dạ, trứng không thể spawn ở đây. Ồ, bọn này nó lại đẻ bừa bãi. Ồ, nó đẻ một đống luôn các bạn ơi. Wow, trời ơi, nó đẻ như một cái máy luôn. Ta sẽ tiến hành thu hoạch trứng nha. Trứng khủng long. Đây, bây giờ thì trứng này nó sẽ được đẻ tự nhiên và không có từ ống nghiệm như lúc đầu nữa. Chúng ta đã giàu có rồi. Quá xịn. Lấy trứng và cất này. Bạn thấy không, nhiều trứng quá chừng luôn. Ôi, bọn này nó đẻ như cái máy vậy. Ôi, và cỏ ở đây nó cũng ăn hết luôn rồi kìa. Hey, cây cỏi nó cũng phá luôn. Đúng là cái bọn lì. Trước tiên mình cho nó ăn trước các bạn. Quá nhiều luôn. Bây giờ chúng ta đã có thêm mấy con đực rồi, không phải là một con cô độc như lúc trước nữa. Đó, bạn thấy không, nhiều con đực quá chừng luôn. Và mấy con đực này nhìn nó rất là đẹp nha. Ok, ăn full hết chưa. Qua bên đây cho tụi mày ăn tiếp nha. Ây da, trời ơi, nó ăn sạch bách đồ của tôi luôn. Con này full rồi. Ở đây còn con nào chịu full nữa không? Wow, đừng có phá cây nữa nha mấy đứa. Lì quá đó. Ủa, con này ăn bạo quá. Ăn như cái máy vậy. Trời ơi, nó ăn nó lên máu các bạn ơi. Ok, cho mày ăn lên máu tiếp nữa nha cơn. Ồ, có mấy con nhỏ nữa nè. Wow, con nhỏ nhiều quá nha. Ui, nó ăn sạch bách luôn. Con này ăn bạo quá. Kinh khủng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tu bổ cái chuồng cũng như là trang trí lại bằng cỏ. Chính xác là lấy cỏ đó để cho khi nó đói nó sẽ ăn lại. Đây, lấy mấy bone meal ra sẵn nè các bạn.
ở đây chúng ta sẽ tiến hành cái con này nó không chịu nghe lời, để mình lấy cái stick ra cái đã, nó đứng đó là sao mình xây lại được. Ây da, đi chỗ khác đi. Đúng rồi. Mới đi chỗ khác mà sao bây giờ mình lại qua chỗ này lại rồi, lì quá à. Cho mà đi qua bên đây nha. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây nào. Đúng rồi. Ngoan như vậy chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục lắp lại mấy cây polio wrap lock này lên. Đó. Rồi. Ô, bên cái cây bên đây nó cũng bị hư nè. Cái bọn phá hoại này. Ừ. Con này nó đứng đây luôn. Trời ơi. Thì mình sẽ cho một con nữa qua bên đây. Bên đây nó trống quá. Các bạn yên tâm, trong những tập kế tiếp mình sẽ xây một cái chuồng gọi là khổng lồ để cho cái bọn này nó có thể sống chung với nhau cực kỳ rộng rãi luôn, và nó sẽ không có chật hẹp những cái chuồng này đâu. Sẽ nhanh thôi các bạn ơi. Ok, và chúng ta sẽ phải làm núi nhân tạo cũng như là sông nhân tạo. Hay cơ bộ khá là nhiều việc đây. Ok, ăn một phát đã. Rồi, xịn nha. Ủa, cái cây bên đây này cũng phá được hả? Này lì quá vậy. Ây da, cái con này, đi chỗ khác nè. Rồi, cuối cùng cũng xong. Ủa, nó phá hết mấy cái nút của mình luôn. Ơi, để mình tạo luôn mấy cái tấm ván bằng sắt luôn nha. Đây, mấy tấm đệm bằng sắt nha các bạn. Tấm này nó sẽ tự động mở cửa chúng ta. Ây da, mình đặt lộn bên đây rồi. Ây, trời ơi, mình phá bằng tay xong nó mất luôn. Ôi ơi, không được rồi. Tạo lại một tấm mới. Trời ơi, nó lầy quá vậy. Ở đây mình sẽ tiến hành tạo thêm một mớ đồ nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ tạo thêm hai cái cửa ở đây. Đồ đạc một đống luôn. Mình vừa tạo thêm mấy cái rương nữa, để cho khi cần thiết mình sẽ tiến hành đặt trước chuồng của mấy con khủng long, để chúng ta sẽ thu hoạch trứng. Ok, ở đây mình sẽ tạo thêm 4 cái feeder để dành cho mấy con Triceratops luôn nha các bạn. Đó là mấy con khủng long mình yêu thích nhất. Khủng long ba sừng, hay còn gọi là tam giác long đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo thêm 4 cái xô chứ ha. Đó, 4 cái xô. Rồi, kiếm công thức của cái feeder thôi nào. Feeder. Mình sẽ cần thêm một mớ kiến nữa nè các bạn. Sắt và kiến. Wow, đồ đạc rất là nhiều luôn. Nó sẽ search công thức của cái feeder nha. Ây da. Đấy rồi. Ta-da. À quên, chúng ta phải bỏ đồ vào cái đã. Bỏ cái xô vào. Ok, 4 cái feeder cuối cùng cũng đã xong. Hey, đến này mấy cái nút mình nên làm 2 cái nút thôi. Ok, xịn. Rồi, xong ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi bộ ra ngoài đây và tiếp tục thăm mấy con khủng long còn lại nha. Mình mới vừa thăm xong mấy con Stegosaurus rồi. Bây giờ là còn mấy con còn lại nữa, rất là nhiều luôn. Đây là Ankylosaurus. Đã không? Chịn nha. Ây da. Mở cửa mà không được hả? Cái con này cái gì đây? Ui, nó phá cây kìa, nó tính âm mưu chui ra ngoài để trốn thoát các bạn ơi. Đúng rồi, đi vô đi. Con này bữa giờ mình thấy mấy lần rồi. Ăn rồi cứ phá phách, tính đi ra ngoài sao á. Ghê thật chứ. Đây, nó ngủ hết rồi các bạn ơi. Sẵn khi ngủ mình sẽ sửa mấy cái paleo wrap này lại luôn. Đó, sửa xong rồi. Bây giờ sẵn cho nó ăn luôn. Và mình sẽ bón mấy cái chỗ này lại. Đâu rồi? Cho bọn này ăn. Wow, cái con Ankylosaurus nhỏ nữa nè. Xịn nha. Wow, ui, có cái trứng. Cái trứng này thì nó không có nở cạnh cái vách tường này được các bạn ơi. Mấy cái vách tường thì nó không có nở được. Ây da. Về bữa mình xây cái chuồng bự, lỡ mình để gần mấy cái vách chuồng thì sao ta? Chúng ta sẽ phải suy nghĩ một cái cách khác đi ha. Ây da, mấy cái trứng này. Thiệt chứ. Bón cỏ cho tụi mày nè. Bón cỏ. Đó. Cho nó đói thì nó sẽ ăn. Ây da. Lỡ bón nhầm. Ây da nữa nè. Rồi mình sẽ chuyển thêm mấy cái số bột xương này. Ok. Đó. Nhìn về cho nó hấp dẫn. Rồi ở đây mình sẽ tiến hành đi ra nha các bạn. Để mình cất mấy cái trứng của Ankylosaurus ra đây cái hả. Ok. Qua bên đây sẵn mình cất trứng của mấy em
ai da quên, sẽ mình vô bón cỏ cho mấy em Stegosaurus luôn nha. Đây Stegosaurus, trời tụi nó bự quá. Ui có con zombie ở đây nữa nè, ghê vậy. Chỗ này thì nó hơi bị chật hẹp với chúng nó quá to rồi kìa. Hey, chúng ta sẽ phải làm cái chuồng bự sớm thôi. Ngủ sạch bách hết rồi. Trời ơi, bọn này bự quá. Ok, làm một phát. Nó lại xịn nha. Ây da, bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua thăm mấy con khủng long còn lại nha các bạn. Bên đây là Therizinosaurus. Ồ, mấy con này, mấy con chim hả? Khủng long chân chim. Nó ngủ nó nhắm mắt lại nè. Nó không có nằm xuống như mấy con khủng long mà thằng lằn á. Đây ngủ. Ủa cái gì vậy, trứng nó không thể spawn ở đây. Ồ bọn này nó lại đẻ nữa. À đây thấy cái trứng rồi. Đây bên đây nó có cái trứng nè, ăn rồi đẻ tùm lum. Ok trời ơi, nó ngủ nó nhắm mắt nè. Ngửa lên đầu nó ngửa dày hơn hả. Không biết mấy bọn khủng long này có con nào nữa. Ai da, con nhỏ này, mày nè con. Quý mấy con khủng long này có con nào nó hoạt động về đêm hay không. Toàn bọn cứ hoạt động về ngày ngủ đêm thôi. Trời ơi nó lại hấp dẫn. Đây mình sẽ tiếp tục ra thăm mấy con còn lại nha các bạn. Đây ở đây là mấy con Parasaurolophus. Bọn này nó cũng ăn sạch cỏ luôn kìa. Cứ đói là nó ăn cỏ thôi, nó không chịu ăn ở feeder mình để âm dưới đất cũng được. Nói chung khi đói quá nó sẽ ăn thôi, nhưng mà bọn này nó ít ăn hơn. Trời ơi đó. Bón cỏ cho tụi mày nè con. Rồi đủ rồi nha. Bọn này thì nó đã phát triển thêm rất là nhiều cái cá thể Parasaurolophus rồi nè. Nó có thêm mấy con nữa nè. Bọn này nó để cái sừng như con dê nha. Trời ơi rất là hấp dẫn. Trời ơi ăn bạo quá vậy. Rồi con này ăn bạo cực kỳ luôn. Ok bên đây là mấy em Rhyosaurus. Đây thôi, tập trước mình đã có hồi sinh có 5 con thôi. Ôi ôi tại một con mình quên cho sữa vào. Hôm nay sẵn mình hồi sinh luôn. Ây da. Ồ, trồng mấy cái mía này cũng được. Khi đó với tụi nó chắc cũng ăn thôi. Ok Rhyosaurus. Bọn này có chút ẻo à. Nó nặng chưa tới 100kg nữa. Khủng long gì chút xíu vậy. Ở đây là mấy em Pachycephalosaurus. Đó. Con này thì cái giống này thì mình chưa có mấy con cái, chỉ là mấy con đực thôi, nên chưa thể mà duy trì cái nồi giống như nó được. Hay đây mình sẽ cho thêm đồ. Ok cuối cùng cũng đã thăm xong hết mấy em khủng long này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vô trong cái viện nghiên cứu này nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành lấy thêm mấy cái DNA của mấy em Parasaurolophus để mình tìm cái đã. Parasaurolophus đâu rồi, chữ B. Đây. À quên, Pachycephalosaurus. Xin lỗi nha, mình nhầm xíu. Nó có hai cái DNA luôn. Chúng ta sẽ tách ra cái đã. Ok rồi, bên đây một cái nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi xây chuồng cho con Triceratops nha các bạn. Ok đi ra ngoài đây, cất lại cái trứng rồi, và là xây chuồng được rồi đó. Thì cái chuồng đó mình sẽ tiến hành đặt ở giữa đây luôn. Tại vì nó cũng không chiếm diện tích là bao, nó sẽ đặt giữa đây luôn. Sau này chúng ta cũng sẽ xây cái chuồng bự mà. Mình sẽ xây ở đây trước đi. Rồi xây thêm ra đây. Vẫn là cái diện tích kích thước là 25x30 nha các bạn. Và đằng này chúng ta sẽ xây khác đi. Cái cửa sẽ nằm ở
ở cái chỗ là 25. Còn cái mấy cái phần còn lại sẽ là 30. Đó, sẽ liền nhau luôn. Ai da, ai da. Chỗ này quên xay xuống hả? Sorry. Chúng ta sẽ tiếp tục xây qua 24 ô nữa. Đây. Đúng rồi, đúng cái ô này rồi nè. Xây qua 24 ô nữa. Tới đây rồi. Ok, bây giờ là nấu lại là nói lại là vừa rồi. Nói lại thôi. Ok. Và ở đây mình sẽ đập cái block này đi để mà làm cửa nữa. Cái reinforced glass này phá nó hơi bị khổ. Khá là khổ nha. Trời ơi. Đó, cuối cùng cũng xong. Cái này mà để cho bọn khủng long phá thì chắc cũng hơi bị lâu đó. Ok, xong. Mình sẽ cần một cái cửa thôi. Và cái nút à dạ, cái này chứ. Cái tấm này, cái tấm play. Iron play. Đó. Chúng ta sẽ để mấy cái nút ở đây và ở đây. Ok. Rồi, sẵn thì chúng ta sẽ tiến hành xây lên luôn nha các bạn. Rồi, để hai cái chết. À da, hai cái chết ở đây là được rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây lên nha. Đó, mình sẽ xây lên. À da, hết kiến rồi hả? Thôi, cái cây nó bị hỏng. Định mệnh. Tưởng hết kiến chứ. À da, bây giờ nó mới hết kiến nè. Vẫn còn kiến mà. Nãy giờ mình có đi đào rất là nhiều luôn. Mình dùng cái cây xẻng sắt hồi nãy mình đi đào đó. Ok. Lên một tầng nữa. Và chúng ta thiếu mấy ô đúng không? Mình sẽ về lấy thêm nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ lắp thêm một cái block ở đây nữa. Rồi, ok, bây giờ là ốp mấy cái slab này ở trên đây. Wood slab sẽ được ốp ở trên. Và nó có thẩm mỹ một chút. Ok. Tiếp tục kéo ra thôi. Triceratops. Xịn nhiên. Ok, mình sẽ kéo ra. Kéo tiếp tục. Wow. Con dài, con dài. Lại bị double click nữa. Con chuột này. Ây da. Kéo ra một mớ nữa nè. Rồi, kéo qua bên đây luôn nha. Trời ơi. Khá là house slab của mình. Vài bữa mà chúng ta xây chuồng phải đập mấy cái này ra lại nữa chứ. Mình chỉ ngại là đập mấy cái reinforced glass này ra thôi. Nó hơi bị mệt. Và nó sẽ tốn thời gian kinh khủng luôn. Một lần đập thì nó. Các bạn thấy đó, hồi nãy đập ba cục nó rất là lâu rồi đó. Trời ơi. Kìa khó chịu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành ốp mấy cái neon glowstone ở đây luôn nha. Wow, cái này chúng ta sẽ ốp ốp khác thôi. Chỗ này nên qua 7 ô không ta? 7 ô. Tiếp tục lại qua đây 7 ô tiếp nữa à. 6, ô thứ 7. Đó. Và ở phía bên này chúng ta sẽ giống qua thôi. Tại vì có chuồng của mấy em Therizinosaurus rồi. Giống qua là được. Con này cũng vậy. Giống qua luôn. Chỗ này cũng vậy. Rồi, chỗ này cách ra 7 ô đúng không? Cách ra 7 ô, ok. Bên đây chắc mình sẽ đập cái cửa này ra. Chúng ta sẽ lắp luôn cái Jack-o-lantern ở đây luôn nha. Cái đèn bí ngô nè. Đó. Ây da, ây da, bị rớt xuống dưới hả? Quên, quên, quên mất. Jack-o-lantern để đây cho nó sáng. Đó. Ổn định rồi. Thôi mình lại lắp tiếp tục với cái Neon Glowstone nữa thôi. Qua bên đây lắp tiếp nữa nè. Rồi, còn lại chỉ cần giống qua thôi là nó đơn giản hơn rồi. Ở đây chúng ta chỉ cần giống qua thôi. Đó. À, mình cắm mấy cái đuốc sẵn luôn nè. Trời ơi, đỡ. Đỡ mất công hơn nhiều. Rồi, giống qua bên đây. Một cục nữa nè. Trời ơi. Rồi, qua bên đây tiếp tục. Hay chết. Trời ơi. Đặt lộn rồi. Ây da. Ây da, nó lại rớt xuống dưới nữa rồi. Thôi rồi. Ngại rớt xuống dưới ghê đó.
mình sẽ xe ra một chút nha. Ok, glowstone nó sẽ nằm bên đây nha. Ok, mình lại lắp tiếp mấy cái glowstone đó thôi, còn hai cục nữa. Cứ giống qua là được rồi. Bên đây một cục. Và cục cuối cùng sẽ nằm bên đây. Ok, cuối cùng cũng xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây cũng như là trang trí cái hồ một xíu nha các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn khi mình đã làm xong nha. Đây, ở đây mình đã xây xong cái hồ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy mấy cái trứng ra. Đó, trứng của Rhyosaurus, Triceratops và Paracephalosaurus. Trời ơi, Paracephalosaurus. Đọc cũng chết luôn á. Tên, cái tên thiệt là khó chịu đó. Ở đây mình sẽ tiến hành đặt luôn mấy cái feeder ở đây luôn nha. Đặt feeder xuống. Hy vọng bọn này nó chịu ăn trong feeder. Thường thường thì bọn nó không nó chịu ăn đâu. Bọn này láo lắm. Lại đặt đồ tiếp nữa nè. Đó, giờ có một con xài feeder tốt, đó chính là con Ankylosaurus. Đó, mình thấy con đó là xài tốt thôi, mấy con lại thì không biết như thế nào. Ok, ở đây mình sẽ từ từ trồng mấy cái cây đi. Mình sẽ tiếp tục cho đồ ăn vào mấy cái feeder tiếp nha. Đây, sẵn mấy cái bone meal và essence of chicken, nước cốt gà. Wow, còn khá là lâu. Khá lâu thì sẵn sẵn mình sẽ cho đồ ăn vào trong đây luôn. Đây, ok, qua bên đây cho tiếp. Và cuối cùng là bên này. Xong ngay. Ok, cho một xíu nữa nè. Rồi, để mình coi, coi thử nó được bao nhiêu phần trăm rồi. 58%. Có vẻ hơi lâu đây. Hay mình sẽ đứng chờ một xíu nha các bạn. Sẵn mình sẽ dọn lại mấy cái đồ này luôn. Lấy bone meal ra sẵn luôn nè. Nó sẽ tạo mấy cái. Đó, tạo mấy cái bone meal sẵn. Rồi, 70% rồi. Cũng nhanh thôi. Sẵn mình sẽ qua mấy cái chuồng của mấy con này để mà hồi sinh luôn. Ở đây mình sẽ hồi sinh em Rhyosaurus. Hồi sinh bên đây luôn nha. Rồi, quả bên này chúng ta sẽ tiếp tục hồi sinh với em Pachycephalosaurus. Đây, đặt chỗ này đi. Và bên đây một trứng nữa. Hy vọng trong hai cái trứng này sẽ có một con là cái, để chúng ta có thể nhân giống được chúng nó. Wow, sao nãy giờ lên có mấy phần trăm vậy? Vẽ lâu quá ta. Rồi, sắp xếp cái này sẵn để xíu nữa chúng ta làm cho nó nhanh luôn. Wow, tám mấy rồi nè. Ok, nó đã rung lắc rồi kìa. Ngon. Nó lại xịn nha. Trời ơi. Ok, hy vọng hai con này sẽ là một đực một cái. Một con đã hồi sinh rồi. Và con thứ hai cũng vậy luôn. Ui, hồi sinh xong nó ngủ rồi. Tịnh mệnh. Mấy con này không làm ăn được gì hết vậy. Trời ơi, ok. Trời, nó cũng đã sáng rồi. Chúng ta sẽ trồng lại mấy cái cây Polygraph ở đây để cho bọn này nó mát một xíu. Đúng là trồng cây nhiều làm mấy con khủng long này nó ít cái diện tích di chuyển. Thì là khó chịu nha. Bón thêm mấy cái bột xương nữa nè các bạn. Ok, bón ở đây và ở đây luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thông tin của hai em Triceratops của ngày hôm nay nha. Đây là con gì đây? Con female, con cái hả? Và con bên này, con mèo. Vậy là chúng ta đã được một con cái và một đực rồi. Nó là xịn. Trồng cái cây ở đây luôn đi. Rồi, ngon. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho nó nước cốt gà lên nha các bạn. Mình sẽ cho con này trước đi. Con female trước đi.
Nó bào cỏ nhanh quá, bào như một cái máy vậy. Thịnh mệnh đi. Ồ, con này ăn bạo quá nha. Nước cúc gà. Ui, mày ăn hơi bị bạo rồi đó. Và nó đã đổi sang màu nâu rồi kìa. Còn nhỏ thì nó có màu xanh và khi lớn lên nó có màu nâu hết ta. Nó mới được cập nhật hay sao á. Trong phiên bản trước mình chơi là nó đều là màu xanh hết luôn. Kể cả Stegosaurus cũng là màu xanh luôn đó. Rồi, kích thước maximum chưa? Rồi, cuối cùng cũng đạt kích thước maximum rồi. Và để mình xem thông tin của nó đã. Cũng là 12 ngày tuổi giống như Stegosaurus. Wow, quá xịn nha. Và cực kỳ bự luôn. Bây giờ sẽ là cái con đực này nha các bạn. Chúng ta sẽ xem mấy con đực và con cái nó khác nhau như thế nào nha. Ok, nó vẫn chưa đổi màu và cuối cùng nó cũng đổi màu rồi kìa. Ôi ôi, ăn bạo quá vậy. Ăn như một cái máy gì. Ok, cuối cùng nó cũng đã xong rồi. Để mình coi thử nó với lại cái con cái nó khác nhau như thế nào nha. Bón lại mấy cái xương này cái đã. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đi qua thăm mấy em Bachycephalosaurus nha các bạn. Mình đã có hồi sinh chúng nó ở đây. Sao lâu vậy ta? Chúng ta phải đứng gần nó mới được hay sao á? Trời ơi, nãy giờ làm quá chừng ở bên con Triceratops luôn rồi. Qua bên mấy em Bryosaurus cho thử nào. Wow, cái trứng bên đây được bao nhiêu phần trăm rồi? 55% rồi. Wow, lâu quá nha. Ồ, cuối cùng nó cũng đạt được 90 rồi nè các bạn. Rung lắc rồi kìa. Wow, ngon. Mấy con này thì nó số tuổi của nó ít thôi. Kích thước của nó thì chắc tăng có 5 bậc kích thước à. Nó cũng đỡ hơn rồi. Wow, con này là cái hay đập đây. Ồ, thêm một con female nữa hả. Trời ơi. Rồi, thế là chúng ta đã có được 6 em Rhyosaurus rồi. Và bên đây thăm mấy em Cephalosaurus cái đã. Bachycephalosaurus. Mấy tên dài quá. Cuối cùng nó cũng đã rung lắc luôn rồi nè. Ngon. Có con nào là con cái không ta? Rồi, nở được một em rồi nè. Wow, xịn nha. Kích thước nó rồi, nó hết luôn rồi, tăng hết cỡ rồi. Và con bên đây, con bên đây sao nhìn nó nhạt nhạt như vậy? Có phải là con cái không vậy? Con đây hình như nó nhạt nhạt hơn xíu nè. Wow, xịn nha. Ok, và chúng ta sẽ xem con này là con gì đây. Một con cái các bạn ơi. Đó là chúng ta đã có được 4 con Pachy đực và một con cái rồi đó. Nó là xịn lắm luôn. Trời ơi, có thể duy trì nội giống ổn định rồi đó. Ok,
Ngon, nó lại xịn, nó lại quá xịn luôn. Rồi, khỏi còn phải lo. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì ngày hôm nay mình đã hồi sinh em Triceratops rồi. Và giờ chúng nó đang ngủ ở kia kìa. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn về video này ở phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.